Đây là sách bột matcha tinh nghệ và tinh chất nha đam. Thì clip này mình sẽ chia sẻ cách pha chế và tắm dưỡng trắng ủ nhã nắng tẩy da chết từ sách bột matcha tinh nghệ này nhé cả nhà. Thì thành phần của bột matcha tinh nghệ gồm có bột matcha tinh nghệ nguyên chất và bột tinh chất các loại hạt. Còn thành phần của tinh chất nha đam thì sẽ là từ chiết xuất nha đam, vitamin E, vitamin B3, các loại tinh dầu thiên nhiên, hyaluronic, collagen và glycerin. Thì chúng ta pha hai cái này vào với nhau thành một cái hỗn hợp sạch sạch. Sau đó thì dùng để tắm trắng toàn thân. Thì cái sát bột thiên nhiên matcha tinh nghệ và tinh chất nha đam này dùng được cho tất cả mọi loại da và kể cả da nhạy cảm. Khi mà bạn mang thai bầu bì cũng vẫn dùng an toàn lành tính. Thì chúng ta sẽ có một cái sát một hỗn hợp sền sệt rồi thì chúng ta sẽ thoa lên toàn thân cơ thể, vừa thoa vừa massage để tẩy những lớp da chết khô sần già cỗi, để những cái dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da, nuôi dưỡng da, dưỡng cho da, tắm dưỡng trắng cho da bật sáng, bật tông, và sau đó sẽ thẩm thấu được những cái dưỡng chất từ kem dưỡng. Thì mình thoa đều trên khắp cơ thể và không chừa hết bất kỳ vùng nào hết nha cả nhà. Và sau khi mà mình thoa xong thì mình để từ 10 đến 15 20 phút và sau đó mình sẽ tắm sạch lại, thì da của bạn sẽ rất là mướt mịn căng và bật tông tráng sáng như thế này mà không hề châm chích hay sót rác, và có thể tắm mỗi ngày luôn nha, và có thể dùng được cho các vùng mặt nữa, và da sẽ trắng sáng mướt mịn.